Diệu pháp Liên Hoa Kinh Thiện Thích. Phẩm phân biệt công đức thứ 17. Lúc Đức Phật nói thọ mạng vô lượng dài lâu như thế, có 680.000 ức na do tha hằng hà sa chúng sanh được vô sanh pháp nhẫn, vô lượng vô biên số Bồ Tát hoặc được môn văn trì Đà La Ni, hoặc được nhạo thuyết vô ngại biện tài, hoặc được trăm nghìn muôn ức vô lượng môn triền Đà La Ni, vô lượng Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối, vô lượng số Bồ Tát chuyển được pháp luân thanh tịnh, lại có vô lượng Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề. Thật đông đến như vậy, Đức Phật nói pháp thật hy hữu, trước nay chưa từng được nghe. Đức Thế Tôn nói thọ mạng vô lượng, như vậy ắt sẽ có rất nhiều người thành tựu được công đức. Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp đầy đủ, bất khả tư nghị lực. Chúng con có thể nhận lãnh được ý của Phật thuyết pháp, thật là may mắn. Trên hư không hương hoa cõi trời phiêu đẳng dưới khắp, thiên chúng cũng tấu nhạc mừng ca ngợi Thế Tôn thuyết pháp. Hơn 60 lời thành bảy cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa nhiệm màu, bên trăng ngọc cánh tung xá lợi. Khởi một niệm tin Đức Phật thọ mạng vô tận dài lâu như thế cũng sẽ dẫn đến kỳ tích giống như thế. Tin chắc vào lời dạy của Đức Phật có công đức thật thù thắng, còn hơn cả việc thường xuyên tu hành. A Dật Đa Bồ Tát, nếu có chúng sanh nào nghe được, xem cho đến đồng tục, lại còn sao chép kinh này, còn bảo người sao chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho đến một câu kệ rộng truyền khắp cõi, công đức của việc làm này còn quý báu to lớn hơn rất nhiều so với việc xây dựng chùa tháp cúng dường xá lợi và bố thí cúng dường chư tăng, không thể thí dụ thế nào cho hết được. Nghe Đức Phật nói thọ mạng vô lượng, con đã hiểu rõ pháp thân chư Phật là thường trụ bất diệt, tịnh độ ở tại nơi đây. Thật là diệu pháp bất khả tư nghị, được công đức bất khả tư nghị. Hôm nay, chúng con đều phát tâm vô thượng, phát thệ nguyện xin hộ trì kênh Diệu Pháp Liên Hoa. Chỉ cần có lòng tin sâu dài bền chắc không đổi đối với kinh điển này, đều có thể tùy thời nhìn thấy Đức Phật thuyết pháp và cả núi linh thú, cho đến thấy Đức Phật phóng hào quang rực rỡ soi sáng khắp các cõi nước. À, thì ra là vậy. Thế thì chỉ cần chúng ta tin sâu không đổi, liền có thể tùy thời thấy được Thế Tôn vì chúng ta mà thị hiện cõi nước rực rỡ, ánh sáng mà chư Bồ Tát đang sống. Con cũng hiểu rồi, thì ra pháp thân của Phật là thường trụ bất diệt, cõi ta bà này cũng chính là tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô A